Tân An chào các bạn đi. Chào các bạn. Hôm nay Tân An sẽ biến thành cô gái siêu quẩy để đi thu hoạch rau củ quả nhá. Vâng ạ. Nào, bộ Umbala để con biến thành cô gái siêu quẩy nào. Umbala. Wow, Tân An đã trở thành cô gái siêu quẩy rồi. Con quay một vòng nha nào. Và giống thế nhỉ. Thế bây giờ bố con mình cùng đi thu hoạch mùa màng nhá, hoa rau củ quả nhá. Ok, chúng ta đi thôi. Online TV. Rồi nào, Tân An thu hoạch mùa màng nào. Đây, chúng ta có rất nhiều nho và hoa quả đây. Đây có một chùm nho này. Đấy, Tân An hái nho đi. Đây, bố lấy cho. Đây, một quả nho nhá. Đây, hay nữa. Đấy, quả gì đây con? Đây nữa, quả gì đây nhỉ? Quả gì đây nhỉ? Quả táo này. Quả nhá. Đây, quả gì đây? Quả chanh này. Đây nữa, đây nữa. Quả cam đây nhỉ? Bắt một cam. Rồi, ok. Quả gì đây? Quả dâu tây này. Quả gì đây nhỉ? Quả cà tím, chưa các bạn xem nào. Đây, đúng rồi. Đấy. Quả gì đây con? Quả chuối này. Thế nào, thêm nhiều cho nào. Ồ, oh, đây có quả trứng gà con này, con nhặt lên đi. Đấy, con gà mái đi đâu rồi nhỉ? Con gà mẹ đi đâu rồi nhỉ? Chúng ta được nhiều hoa quả quá. Đây, quả mướp đắng này. Quả gì đây? Quả gì hấu à? Đây, chúng ta thấy một quả củ cà rốt đây này. Con bới lên đi, đừng bỏ bới chậm. Đây. Rồi, rồi, ta đang nhặt vào, bỏ vào giỏ đi. Đấy. Cô bé siêu quẩy thế nhở? Có cả củ lạc đấy con này. Đấy, nhặt củ lạc vào đi. Lạc nhá. Đây, bỏ xay cho. Con đi đi, chờ đi. Quả gì đấy nhờ? Đúng rồi, quả cà tím đấy. Đây. Có quả gì đây nữa con? Quả ớt. Quả ớt đúng không? Nhặt quả ớt đi. Bỏ xem nào, chờ bỏ xem nào. Đây, quả ớt nhá. Con tìm thấy quả gì đây? Quả bông ngô hả? Rồi, ok. Chúng ta nhặt hết rồi đấy nhỉ. Rất chi là nhiều. Tân An thu hoạch được nhiều rau củ quả không? Thế, bố xem nào. Tân An nhặt được nhiều hoa quả quá. Thế bây giờ chúng ta đi bổ ra để ăn thử nhá. Ok, chúng ta đi bổ thôi. Bây giờ Tân An sắp hoa quả ra nhá. Nè. Xem nào. Quả này quả gì nhỉ? Nho. Nho quả gì đây? Nho. Đúng rồi. Quả này là quả gì đấy nhỉ? Quả cam này. Quả này quả gì nhỉ? Quả dưa hấu. Quả dưa hấu này. Tiếp tục nào. Bắp ngô đúng không? Rồi. Quả gì đây? Quả cà tím. Quả cà tím này nữa. Đây, hai quả cà tím nhá. Một quả bố quả với một quả con đấy. Quả táo. Quả táo hả? Rồi, nữa. Quả ớt. Quả ớt. Đúng rồi. Quả cà rốt. Đúng rồi. Quả dâu tây. Quả dâu tây, đúng rồi. Quả chanh. Củ lạc. Ồ, củ lạc nữa cơ à. Mật đắng. Mật đắng này. Quả trứng. Ồ, quả cả trứng. Bắp ngô. Đúng rồi, chúng ta thu hoạch được rất nhiều rau củ quả nha. Bây giờ có một số quả sẽ cắt được đấy. Tân An cắt cho các bạn xem nhá. Tân An cắt quả gì đây? Quả dâu tây. Quả dâu tây màu gì nhỉ? Màu đỏ. Ồ, quả dâu tây này ăn rất là ngon và nhiều vitamin đấy. À, đây, để đây. Đây, quả dâu tây nhá. Tiếp tục nào. Quả gì đây? Quả chuối. Quả chuối này.
Chuối này dùng cho các bạn tập thể hình ăn rất là tốt đấy. Đây, quả nho nha. Quả nho này dùng để bù rượu ấy, rượu vang ấy. Đây là bắp ngô này. À, nhiều quả chanh để pha nước chanh. À, quả chanh để pha nước chanh nhá. Quả này không cắt được rồi. Đây, chúng ta quả cam để vắt nước cam ra. Đúng rồi, quả cam để vắt nước cam ra đấy. Con cắt quả cam vào xem nào. Đúng rồi, quả cam này rất là nhiều vitamin C đấy nhá. Để pha nước ấy. Quả gì đây? Dưa hấu để pha nước. Đúng rồi, quả dưa hấu mùa hè ăn rất là mát nhá. Vừa mát vừa đã khát chứ. Quả táo dưa hấu để vắt nước quả táo á. Đúng rồi, quả táo này ăn rất là thơm. Vừa thơm này vừa ngọt đấy. Quả gì đây nhờ? Quả cà tím. Quả cà tím đúng không? Quả cà tím này nấu với cả tía tô nhá. Nấu canh và xào nhá. Còn đây quả gì? Quả ớt. Đúng rồi, quả ớt. Ăn vào cay cay lắm. Đúng rồi, trẻ con mà ăn ớt là đau bụng đấy. Cay lắm đấy. Đây, mấy quả này chúng ta không cắt được. Đây là quả chanh này. Đây là quả gì nhỉ? Quả chanh để vắt nước chanh nhá. Đúng rồi, quả chanh uống cho mát đúng không? Dạ. Quả này là quả gì đây? Quả mập trắng để làm canh. Đúng rồi, quả mập đắng ăn đắng lắm. Chỉ xào thôi. Củ này là củ gì nhỉ? Củ lạc. Củ lạc này để làm kẹo lạc đấy. Nhờ, để làm muối vừng đấy nhờ. Ngon lắm mà nhiều chất dinh dưỡng đấy. Củ gì đây? Củ cà rốt. Củ cà rốt, để con gì thích ăn củ cà rốt nhỉ? Con thỏ. Con thỏ đúng không? Đây. Đây. Bắp ngô này là chúng ta để ăn sáng cũng được nhá. Để vắt nước ngô nhá. Đó, đâu cái rau ngô để nấu nước ngô, còn bông ngô là để chúng ta ăn đấy. Nhá. Để vắt nước rau để uống đấy, ơi. Chúng ta lại có cả nho này. Nho này dùng để ủ rượu này, ủ rượu vang đấy. Còn đây là trứng gà nhỉ. Tân An có thích ăn trứng gà không? Đúng rồi, trứng gà nhiều chất dinh dưỡng mà nhờ. Đây, còn quả cuối cùng là quả cà tím. Quả cà tím chúng ta vừa có rồi đấy. Dùng để xào và nấu canh với tía tô rất chi là ngon. Tân An có thích ăn hoa quả và rau không nhỉ? Đúng rồi, ăn hoa quả và rau nhiều chất xơ và nhiều dinh dưỡng. Đưa có sức khỏe để lái xe được. Đúng rồi, ăn nhiều mới có sức khỏe để lái xe chứ. Đấy, bây giờ Tân An cắt xong hoa quả và học xong hoa quả rồi đúng không? Dạ. Tân An bây giờ trả bộ đồ này cho cô bé siêu quẩy nhá. Dạ. Mượn một lúc thôi nhá. Dạ. Rồi chúng ta chào tạm biệt các bạn để đi về trả đồ nào. Chào tạm biệt các bạn. Rồi ok. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.